Em dậy rồi hả? Dạ. Ừ. Anh đang làm gì vậy? Anh đang nấu cháo. Mấy ngày nay á, em không có ăn gì rồi. Em phải ăn nhiều vô cho nó khỏe chứ. Nếu không ăn thì làm sao mà em sống nổi để có ngày gặp anh chứ? Em làm bộ tuyệt thực đó. Như mọi thứ em ăn một chút nên mọi người tưởng đâu là em nhịn đói mấy ngày nay á. Em thiệt là em khô rồi nè. Em ra làm sao thay áo rồi vô ăn cháo nghe. Dạ. Em trả cái áo cho anh nè. Cháo chín rồi nè, em ăn đi cho nóng. Cháo gì vậy anh? Cháo cảm đó. Tối hôm qua em bị dầm mưa nên bị cảm. Ăn cháo này vô em sẽ khỏe liền à. Anh cũng phải ăn đi, để còn ra đồng nữa đó. Anh sao vậy? Anh, có chuyện gì vậy? Hôm nay anh không ra đồng. Ủa, sao vậy anh? Anh sợ. Anh sợ cái gì? Anh, nói cho em nghe đi. Quỳnh à, em đến với anh như một giấc mơ vậy đó. Anh sợ là em cũng sẽ ra đi như vậy. Anh sợ sau khi anh trở về nhà rồi sẽ không còn nhìn thấy được em nữa. Không đâu. Bây giờ chúng ta đã là của nhau rồi. Không có gì có thể chia cắt chúng ta được. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu. À, hay là hôm nay anh cho em ra đồng với anh nha. Công việc đồng áng á, nặng nhọc lắm, em không có làm được đâu. Từ từ rồi quen thôi mà. Nghe, cho em ra đồng với anh nha. Anh năn nỉ mà. Thôi được rồi, nhưng mà nè, em chỉ được đứng trên bờ nhìn anh thôi đó nghe. Ừ. Thôi em ăn cháo đi cho nó nóng. Ngon Ngon quá. không? Em thích anh đàn cái bài Trường Tương Tư cho em nghe lắm. Có rất nhiều bài nhạc khác hay hơn, vui tươi hơn. Vì sao em lại thích bài nhạc như vậy? Nhưng mà đối với em, nó chính là kỷ niệm. Lần đầu tiên em nghe trộm tiếng đàn của anh. Lúc đó anh đàn bài Trường Tương Tư. Em nhìn thấy anh ngồi một mình dạo đàn. Đàn bản nhạc đó buồn như là cuộc đời của anh vậy. Lúc đó em nhìn thấy thương anh lắm. Sau lần nghe trộm đó em không thể nào quên. Em nhớ mãi cho tới bây giờ. Em nhớ tiếng đàn hay là nhớ anh đó? Em nhớ cả hai.
án mà. Chú bình tĩnh chú đi, nói chú. Lại cho tôi nghe coi. Thiệt tôi không thể nào tin nổi. Chính tay chú thả con Quỳnh ra. Phải không? Hả? Dạ phải. Trời ơi, mày còn già nữa, trời ơi, tao khốn nạn. Trời ơi, mày chịu nổi không? Hả? Bình tĩnh đi. À, giỏi. Chú giỏi lắm. Mày đâu? Dạ. Nhốt thằng này vô kho. Dạ. Mau lên. Đi. Đi mày. Còn cái tên khốn ranh áo ôm nữa. Tay. Dạ. Theo tao. Dạ. Anh ơi. Nghỉ tay uống miếng nước nè. Rồi, tới liền. Đây nè, em nấu nước mát cho anh đó. Nữa nha anh. Hơi, đã quá. Trời, mát quá. Dạ, con mời thím. Dạ, con mời chú. Chú ở đây đợi nghe. Đường trọng khó đi lắm, để tụi tôi đi bộ được rồi, nghe. Đi không? Cẩn thận đó em. Dạ. Chị Lẹ nấu cơm ăn đói bụng của em ơi. Anh ơi, vậy là chiều nay mình có một nồi canh chua bông điên điển ngon lành rồi. Nè, phải có một mẻ kho quẹt nữa chứ. Cái đuôi á thì em nấu canh chua. Dạ. Còn cái đầu á thì em kho quẹt thật cay thật mặn cho anh nghe. Rồi, em sẽ kho một nồi kho quẹt cá tổng muối cho anh luôn á. Nè. Dạ. Mình cứ ăn như vậy á, mai mốt á mình sẽ mau giàu lên cho tôi. Cẩn thận em. Dạ. Chú thím yên tâm đi, hai đứa nó không có trong nhà, con bảo đảm nó ở ngoài đồng á. Phải không đó? Con thề á, ra đây thế nào gặp nó à. Coi chừng mấy con trâu đó thành dịch vợt. Đi chú. Nó đâu rồi? Nó đâu? Đâu rồi? Kìa. Đâu chú? Đâu? Chú kìa, nó kìa. Hai đứa nó liền đây. Trời ơi, mày. Mày hết. Trời ơi, chết tao rồi. Mày quên đi chết tao. Hay quá. Tất cả lại cả chết với tao đi đi. Bỏ nhà theo chạy chạy dụ em tao nè. Trời ơi. Chết rồi nha. Ổn nè. Chết nha. Ơi. Chết nha. Chết tao. Mày chết nha. Mày chết nha. Mày chết nha. Mày nha. Quỳnh đi. Mày nghe. Đi, Quỳnh đó. Mày dám nha. Dám dẫn tiểu thơ đắt cành vàng đi khỏi nhà. Chết đi cho rồi. Chết đi. Khốn nạn. Nhớ nha, mày vu vỗ con tao. Cái thằng khu đó tao ôm. Hả? Mày dám vu vỗ con gái tao phải không? Mày tới chỗ mày rồi. Tao mà còn thấy mày lai giảng ở đây á, mày chết với tao. Chết với tao. Khốn nạn. Mày hả? Mày thằng khốn nạn. Mày làm chú thím tao có bệnh hệ nào hết. Bệnh hoạn tao tim hết. Tắt thở chết với tao. Tao mắc dạy. Mày lôi nó ra. Mày lôi con Quỳnh ra. Qua đây Quỳnh. Thưa ba má, con yêu Quỳnh thật lòng. Con sẽ đem lại hạnh phúc cho Quỳnh. Xin ba má đừng ngăn cấm tụi con. Mày cấm? Mày nằm mơ suốt cả cuộc đời mày. Mày cũng không có quyền gọi ba má nha mày. Mày làm cái gì mà mày đem lại hạnh phúc cho con Quỳnh hả? Mày để cho tôi. Cái gì? Mày hả mày? Mày hả mày? Mày nè. Mày nè. Mày đó ăn cái thiên nga phải không? Tao đập cho mày chết. Trời ơi. Chết. Trời ơi. Thêm. Trời ơi. Mày thôi mày. Mà, con người mày. Má ơi, má còn hành hạ anh ấy nữa. Con sẽ cắn lưỡi tại đây cho má biết. Mày cắn lưỡi làm sao mày cắn lưỡi được? Mày làm gì mà mày bên đó hả? Con yêu anh ấy. Mày yêu hả? Mày không nghĩ tới cha tới mẹ. Sao mày lại bên đó hả? Tại sao vậy? Tại sao?
Con đã có thai với anh ấy rồi. Ôi, Thiệp, mày có thai rồi. Bình tĩnh đi. Trời ơi, Quỳnh ơi, mày cãi cha, cãi mẹ. Mày làm cho người ta cãi gì hả Quỳnh? Dạ, hãy chú ý nó luôn rồi. Mày là đứa con bất hiếu. Từ đây trở về sau, mày đừng có nhìn tao với má mày là cha mẹ nữa. Tao coi mày đã chết rồi. Về. Về. Đi Thiệp. Má. Về. Tao nghĩ ra tao giết mày, nhưng tao tha mày em tao, nhưng mày sẽ không yên thân với tao đâu, thằng có đẻ. Nín mày, không có gì. Sáng mặt em chưa, chú Thiếp nó từ em rồi. Từ đây về sau đừng có lết mặt về nhà nữa. Cái dòng họ này bị em bôi cho chết cháu rồi. Còn mày nữa, đứng lên. Còn mày ha, dòng họ của tao ha, bao nhiêu đời rồi ha, trong sáng thanh danh. Chính mày, thằng trôi sông lạc chợ, mày bôi nhọ danh dự dòng họ tao. Tao đánh mày một cái cho mày nhớ đời, thằng mắc dại. Khốn nạn, đánh nó làm tài quá đi. Anh Đồng ơi, anh ơi, anh có sao không? Anh Đồng ơi, anh Đồng, anh Đồng ơi. Sao lại nói dối ba má anh chị vậy? Em phải làm như vậy để em được sống với anh chứ. Em có hối hận không? Tại sao em phải hối hận? Vì em đã từ bỏ cuộc sống giàu sang để sống cuộc đời nghèo khổ với anh. Không, em không hối hận. Ba má đã từ bỏ em rồi. Bây giờ em chỉ có mỗi một mình anh thôi. Anh à, anh cũng đừng có từ bỏ em nha. Làm sao anh từ bỏ em được chứ? Anh không bao giờ từ bỏ em đâu. Quỳnh à. Dạ. Khuya rồi sao em không ngủ? Em đang làm cái gì vậy? Anh à. Không biết làm sao, mấy hôm nay em thấy trong người khó chịu quá. Em thấy muốn nôn ra vậy đó. Hay là em đã có thai? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà trễ một tháng nay rồi đó. Vậy là đúng rồi. Đúng thật rồi. Anh sắp được làm cha rồi. Quỳnh à, anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh à, nếu như con mình sinh ra, anh sẽ đặt tên con là gì? Anh sẽ đặt tên Điền. Em chịu không? Chịu. Điền, em nghe hay đó. Nhưng nếu là con gái thì anh đặt tên con là gì? Nếu là con gái hả? Thôi, anh nhường cho em đặt tên đó. Em sẽ đặt tên cho con gái của mình là tên Lành, được không? Điền, Lành, hay thiệt. Sau này á, những đứa con của mình á, có những cái tên thật hay em ha. Dạ.